Hoa sứ Lisa chào cả nhà. Hôm nay bên vườn em tiếp tục làm clip giới thiệu cho mình tham khảo một số cây sứ Thái ghép ha. Trong video này thì có 20 cây, cây hàng thông thường, cây hàng VIP luôn ạ. Thì hiện nay khách mua một lượt 10 cây em sẽ tặng cho mình một cây làm quà ha. Và giá các em nói đây là bao gồm phí ship cho mình luôn, em bao ship đi bưu điện nè, bao ship đi gửi nguyên chậu cho khách ạ. Còn đi Tô Châu thì em bao ship gửi hàng đến cái chành gần nhà khách, khách chịu khó ra đó nhận giùm em ha. Tô Châu em không bao ship nổi vô tận nhà cho mình, vì cái nó giao tận nhà nó ăn tiền mắc quá nên em không bao nổi ha. Rồi số 1. Số 1 mình đến với một cây hai giống nè, hai giống hoa màu đỏ mà hai nét đẹp nó sẽ khác nhau. Ngọc Minh, ba lớp đỏ viền tím. Đỏ viền tím ha, cái cánh hoa của nó là như là 8 phần là đỏ, 2 phần ngoài rìa là tím, màu hoa rất là đẹp mắt. Với lại Vân Ngọc. Vân Ngọc là 4 lớp màu đỏ viền trắng, hai cái đỏ, một cái đỏ viền tím, một cái đỏ viền trắng. Cây mình ghép tổng là 8 bo, giá 400.000, củ này hoành gốc là 71 nha. Em tiếp mã số 2. Số 2 cây ghép hai giống nè. Hai giống hoa thơm luôn nha. Hoa chuyển màu thơm. Cây này rất đáng để mình sưu tầm về chơi nè. Bảo Trân Chính, hoa 4 lớp, nó chuyển 3 sắc màu nha cả nhà. Rồi T2. Cây này mình ghép 6 bo mà 4 bo Bảo Trân, 2 bo T2. T2 3 lớp. Nền nó vàng cam, viền hồng, cánh dúng, hoa chuyển màu, từ vàng cam sẽ chuyển dần sang hồng nha. Cây này hoành gốc là 80. Chiều cao của cây là 90. Đây, mình xem cái củ của nó. Bảo Trân và T2 ha, hai giống hoa thơm đậm mùi luôn. Ghép 6 bo giá 700.000. Số 3. Số 3 cây hai màu nữa. Long Thành, 3 lớp màu đỏ. Và hoa hồng đen. Hoa hồng đen, hoa 3 lớp, màu đỏ đậm, viền tím đen. Cây 14 bo, giá 300.000. 14 bo mà có trong đây là 1 bo hoa hồng đen thôi ha. Còn 13 bo là Long Thành. Hai màu. Hoa hồng đen là đỏ đậm luôn, đỏ sậm. Long Thành đỏ tươi. Rồi em tiếp số 4. Số 4 một giống hoa chuyển màu nữa nè. Cây đang nụ như hình. Phương Lam 23. Phương Lam 23 là hoa 3 lớp màu vàng, cánh viền hồng. Nó nở 4 ngày, tầm 3-4 ngày ấy, là nó sẽ chuyển dần sang hồng nha. Giống này cánh nhọn, chuyển màu. Trong các loài hoa giống này là chuyển màu rất là mạnh luôn. Cây mình ghép 7 bo, 140.000. Số 5. Số 5 là Vân Ngọc, 4 lớp đỏ viền. Vân Ngọc đang có nụ nha. Tựa dài, đây mình thấy cái dàn nụ của nó đây. Cây này cô chú nào mình có nhu cầu á, mua giống về ghép thì mình chọn cây này về là mình làm giống ghép được ạ. Tựa dài. Đây, cái mặt lá cũng nhặt nữa. Rồi cây 11 bo ha, mã số 5 11 bo Vân Ngọc, 150.000. Số 6. Số 6 là Thiên Hương, 3 lớp màu trắng viền hồng đậm hoa thơm. Trong video này em giới thiệu cho mình là toàn bộ cây đang nụ hết nha. Thiên Hương 6 bo 150.000. Hoa thơm. Tiếp số 7. Số 7 là Rạng Đông. Hoa 3 lớp màu vàng. Rạng Đông mình tựa dài nè. Đây mình xem cái củ nó. Rạng Đông ghép 6 bo giá 300.000. Tiếp số 8. Thì đụng mình đây. Số 8 á là Phú Thành, 3 lớp màu đỏ tươi. Đây mình thấy cái dàn nụ của Phú Thành là cái giống này là hoa kêu bằng siêu nụ luôn nha. Đây dàn nụ của nó đây nè cả nhà mình. À cây này có dặm thêm một bo của Bubble Gold nữa nè nha. Cây này như hai giống nha. Mã số 8 ghép hai giống, 4 bo, 3 bo Phú Thành là nụ màu đỏ đang ra là của Phú Thành nha. Một bo Bubble Gold tím vàng. 130.000 cây hai màu. Tiếp số 9. Số 9 cây này thì có hoành gốc 60, củ dạng cơ bắp đây.
Một cây tựa khá là dài. Cây này em để giống ghép mà giờ ghép hàng rồi thừa giống ra nhiều, nên em để tựa dài chiếc zin luôn nè. Khách nào thích sưu tầm về chiếc zin ha. Ghép dạng thân ngắn nữa. Cái thân ghép này lên là cái nhánh của nó là từ 5 cho tới 6 phân thôi. Thân ngắn, tựa dài tàn bung ra. Cây này về mình chiếc zin liền là nó được cỡ ngoài 10 nhánh nha. Ghép giống Beauty Đài Loan, hoa ba lớp màu vàng có lem. Giống này hoa thơm đậm mùi luôn. Beauty 5 bo giá 300 ngàn. Mình xem được cái cây Beauty này giùm em. Thơm đậm mùi. Tiếp mã số 10. Số 10 là Phú Thành ba lớp đỏ tươi. Cái giống này là em lên cây nào là hết cây đó luôn. Có nhiều cô chú vô, em đăng hàng lên vài tiếng cái vô chốt đơn nó hết, giờ nó sao vô là hết. Phú Thành cái giống này khách rất là ưng ý luôn. Có nhiều khách hả, đã sưu tầm có nhà một hai cây rồi mà thấy nó ra hoa mê là tiếp tục sưu tầm về nữa để cho nó đẹp. Rồi mã số 10, 9 bo 150 ngàn. Tiếp 11. 11 một cây dáng quái. Đây, mình thấy dáng nó đây. Cây này thì hoành gốc 70 ha. Ghép giống Juliet Caster. Đây, hình cái này không biết hình cái con gì ngồi luôn. Mà mới nhìn ra có hai con mắt, có mũi nữa nè. Giống Juliet Caster ha. Hoa ba lớp, nền của nó là vàng cam và đỏ. Hai cái màu này nó phối chung nhìn rực rỡ lắm luôn. Hoa thơm đậm mùi nữa. Hoa siêu rộ. 9 bo 350 ngàn. Số 12. 12 đến với một củ cơ bắp nè. Mình thấy nó chia muối. Ghép hai giống Phoenix ba lớp đỏ viền tím. T1 ba lớp màu đỏ viền tím. Hai cái viền tím mà mỗi cái mỗi nét đẹp nó khác nha. Phoenix cánh dúng dúng. Rồi mã 12, 6 bo 220 ngàn. Tiếp 13. 13 một cây này cao 9 tấc ạ. Nó cao vì cái tựa nó dài nha. Đây mình thấy cái tựa dài. Vườn em không có xài thuốc dưỡng nhiều. Mình thấy cái tựa nó dài nè. Nhìn cái cây mình, cái nhánh đứng sừng sững, chứ nó không có bị quạt quà quạt quại nha. Ghép thì thân ngắn, mà tại cái tựa nó dài. Thân nó ngắn từ 4 cho tới 6 phần thôi, mà cái nhánh nó dài ra. Rồi ghép hai giống cũ thì dạng cơ bắp nè. Số 13 là ghép Phương Lam 5 ba lớp màu hồng có sọc, hoa thơm. Thần tài 5 cánh màu đỏ. Cây mình ghép 7 bo. 7 bo mà trong đó là 5 bo thần tài nha. Cái tầng thấp á, là thần tài nè, và lên cái tầng cao là Phương Lam 5 màu hồng, ba lớp hồng sọc hoa thơm. Cây này giá 300 ngàn. Tiếp số 14. Số 14 cây ghép hai giống nữa. Trong video này cây hai giống nhiều. Cây hai giống Kim Anh. Đây mình thấy cái dàn nụ này là của Kim Anh, ba lớp màu vàng cam có sọc ở chính giữa cánh hoa. Giống này là hoa đứng không có bị gục nha. Tuy cái giống này nó lâu nhưng mà cái độ rộ của nó khách rất là thích. Hoa không gục. Mã 14, 9 bo 250 ngàn, Kim Anh. Và có đây bo này là Ngọc Cô Nương. Cây 9 bo mà trong đó là 8 bo Kim Anh, 1 bo Ngọc Cô Nương. Ngọc Cô Nương 3 lớp, hồng viền trắng. 250 ngàn cho cây này. Cây này hoành gốc 60. Tiếp số 15. 15 đổi về sau sẽ có một số cây hàng VIP cho mình tham khảo nè. 15 là Long Thành Gold. Long Thành Gold 3 lớp màu đỏ. Cái dạng Long Thành Gold là bo nó, cái nhánh nó nhánh vàng nè cả nhà mình. Cái này vì mình chiết zin mình trồng ra là được có khoảng 70% là cái củ sẽ ra là củ màu vàng nha. Đây mình thấy cái nhánh nó vàng luôn nè. Giống này hả, vài năm trước là rất là hot. Em mua giá mắc lắm luôn, mà bây giờ là nó bình thường vậy đó. Mới ra ghép đại trà ra số lượng nhiều nè. Cái lá nó xanh gân vàng luôn nha. Long Thành Gold. Cây 5 bo. Củ dạng củ cơ bắp nè. Củ tròn mà nó chia muối đều thế này nè. Nó phân muối muối như vậy đều củ nha. Giá 700 ngàn.
700 ngàn một chậu như thế này, em bao ship về tặng nhà cho khách luôn nha, bao ship nguyên chậu. Hoành gốc là 66. Em tiếp mã số 16, 16 một củ tròn dạng củ có muối nè. Mấy củ này là tròn đều nha, phân muối đẹp. Tên là Yến Nhi Chính, 3 lớp màu tím sọc, ai thích dòng tím, hoa thơm thì chọn giống này. 3 lớp màu tím sọc, Yến Nhi Chính, 4 bo, 700 ngàn. Yến Nhi hành gốc 65. Tiếp 17. Mã 17 là tên gì đây? Én. Hoa 2 lớp, én mình đang có nụ tựa dài nha. Cây này ai thích chiếc viên ngoài 10 nhánh. Nè, mình thấy cái nhánh của mình nè, tựa nó dài lên, cái bo nó khỏe nè, tựa dài. Nó lên đây nó phân nhánh, nhánh ra nè, nhìn cái cây mình cứng sần luôn. Đây, cái nhánh này nó lên nhánh phụ quá tay luôn nè. Cây 6 bo. Cây này về chiếc ra cầu 20 nhánh á. Rồi, cái củ án này. Hoành gốc 64. Được ghép 6 bo án, giá 500 ngàn. Tiếp 18, 18 mình tham khảo giùm em một cây cũ của nó là hoành cỡ 50 hả nha. Hoành 50. Một giống hoa thơm, tên là Zanda. Zanda mình đang nụ khá là nhiều luôn nè. Này là giống hoa rất là rộ luôn, hoa thơm đậm mùi. Zanda, 5 cánh, nền đỏ và vàng cam, hoa thơm, cây 7 bo 130 ngàn. Em tiếp 19, 19 là sĩ thư 1, 3 lớp trắng viền hồng, hoa thơm nữa nha. Trong video này hoa thơm quá tay luôn. Đây, sĩ thư 1. Nó mới vừa bung nhẹ ra, em lấy tay em quẹt nó ra, chứ không phải là bông nó như vậy nha. Cái giống này, cái cách sắp xếp cánh hoa nó rất là đẹp. Hoa cánh tròn, ở ngoài nó đi cái đường viền nè. Cái nền của nó trắng, ở ngoài nó viền hồng mà dúng dúng, nhìn bắt mắt lắm luôn. Đặc biệt của nó là hoa rất là rộ, cho hoa quanh năm, dễ chăm sóc, hoa thơm. Rồi, cây này hoành gốc 70, ghép 8 bo, 750 ngàn, sĩ thư 1. Tiếp 20, cây cuối 20, cây hàng VIP, củ to hơn nữa. Cây này hoành gốc 93 nha, ghép giống Juliet Caster, 3 lớp đỏ và vàng cam, hoa thơm. Đây, mình thấy cái tàn của nó nè, cái bộ tàn của mình nè nha. Cây đang chớm nụ, cái này khách nào mà mình chốt đến tận vườn nhận hàng, chở xe máy về rất là êm luôn. Về là có hoa ngắm liền ha. Rồi, mã 20 ghép 9 bo, giá 1.600.000, Juliet Caster. Hoa 3 lớp đỏ và vàng cam, thơm đậm mùi. Củ này to, hoành gốc 93 ha. Chiều cao 1m. Đây, củ này rất là bắt mắt, nó chia muối đều củ luôn nha cả nhà mình. Cây to nặng quá em không có xoay hết cái vòng để cho mình xem được. Em quay cho mình tham khảo như vậy. Nếu khách chốt cây này thì em sẽ bê ra ngoài, em quay video gửi lại cho mình coi rõ hơn nữa. Rồi, hôm nay vườn em giới thiệu cho mình xem là 20 cây ha. Cả nhà mình xem, nếu thấy yêu thích cây nào, muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn em thì cứ gọi theo số máy 0981813055. Khách nào chưa bấm đăng ký kênh, mình hãy bấm đăng ký và bấm vào chuông thông báo á. Để 7 giờ tối hàng ngày em làm video mới up lên thì nó sẽ tự động báo cho mình tiện theo dõi á. Em xin nhắc lại, khách mua một lượt 10 cây, em sẽ tặng cho mình một cây làm quà. Và giá cây em nói đây là em bao ship giao tận nhà cho mình luôn. Đi đơn là 200 ngàn trở lên em mới gửi ha. Em bao ship thì đi đơn trên 200 ngàn em mới gửi. Rồi, xin chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình thật là vui vẻ ạ.